Xin chào tất cả các bạn, cảm ơn các bạn đã dành thời gian xem video của mình. Và hôm nay với sự trợ giúp rất là đắc lực của em mình. Chào lại. Chào mọi người. Bạn Bình cũng chào mọi người. Bạn Bình chào mọi người. Hôm nay mình và em mình sẽ thực hiện thử thách ăn kẹo thúi các bạn xem. Rồi món kẹo này chắc là không xa lạ gì với chúng ta đúng không? Nhưng mà bây giờ mình và em mình đây là lần đầu tiên mình thử nó, nên là mình rất là muốn chia sẻ với các bạn những cái trải nghiệm khi mà mình ăn cái kẹo này nè. Giờ lạ lùng lắm, xem này. Nào chúng ta bắt đầu. Ở đây mình có một cái ứng dụng này các bạn thấy không? Đó, tên của nó là Binbuzo. Ở đó nói chung là cái tên của cái kẹo này này. Cái phần mềm này nó y chang như là cái hình ở trên cái hộp kẹo luôn. Bây giờ mình sẽ tiến hành quay cái bánh xe ở trên cái ứng dụng này để chúng ta lựa xem là mình và em mình sẽ ăn gì nha. Đầu tiên đó là em mình sẽ quay trước. Mày quay trước đi. À thôi, mình là chị, nhường mình quay trước. Giống như kẹo 5.000 mình hay mua mà vậy này. Mình sẽ quay này. Đó là cái màu cam cam. Thì nó sẽ có steam bớt lõi rồi đó. Như vậy. Nói chung là mình sẽ ăn thử nha. Ở đây chúng ta sẽ có màu marshmallow. Ủa sao nó, cái ứng dụng này nó không giống gì với cái này ta? Thì mình ăn tượng trưng đi, lấy cho chị cái màu cam này đi. Cam nè. Và cam đó. Bóc đại đi. Ở đây mình có tới không phải gì cũng được. Đây mình có tới 5 viên 1 cam này các bạn thấy không? Mình sẽ lựa một viên này, mình sẽ lựa viên còn lại. Cái này nó gây là bởi gì vậy? Cái kẹo nó cũng mặn mặn. Cái màu cam này là có nét fit là cá chết, có sinh tố rau chuối, có vị đào với lại bắp là bạn giống như là củ cúi á. Bắp là bãi nôn đúng rồi, bãi nôn bắp cái gì cô chị, nó mặn mặn ghê quá mẹ, nó mặn mặn của mình giống như là sữa bị hư á các bạn, thử lên men nó hơi mặn mặn rồi, nó cười lắm. Giờ đến đâu anh hả? Tiếp theo nha em, tiếp theo sẽ tới lượt em. Cái này ngửa bình thường thì nó không có mùi đâu nha. Ủa các bạn, cái mùi nó thanh thản. Ừ, đóng quay đi. Tự nhiên trời nắng chứ vậy. Cái gì vậy? Màu đen. Đây á. Ừ, màu đen. Màu đen thì chúng ta sẽ có có nho. Có nho không hả? Ở đây có tới 3 màu đen rồi. Ủa vậy là cái hộp này màu nó không giống nhau rồi ta. Mình sẽ thử coi là mùi trùng hôi các bạn. Trùng hôi hoặc là một loại kẹo nào đó hoặc là mùi trùng hôi. Nhưng mà ở đây có tới 3 viên màu đen rồi. Mình sẽ lấy viên này đi. Đen, các bạn thấy không, đen xì luôn nè. Cà phê đắng ghê. Cà phê của mình đó, mình cà phê ăn bình thường nó ngọt ngọt, mình nó hơi giống cà phê nhưng mà nó có cái vị gì nhợn nhợn á, mùi trộn. Ừ, nhợn nhợn nhã lắm. Nãy giờ tụi mình đã thử hai màu rồi đúng không, bây giờ chúng ta sẽ tới với màu tiếp theo nha. Bây giờ sẽ tới lượt mình quay màu tiếp theo nha. Mình sẽ quay. Ở đây chúng ta có màu trắng, đó là birthday cake or dirty dishwater. Đó, nước dơ và bánh sinh nhật. Đó, đây. Màu trắng nhiều lắm. Nó là cái màu mà này nè bạn, cái viên này nè. Cái gì ý màu trắng không thấy được. Các bạn có thấy không? Cái viên màu trắng mà nó hơi xinh xinh xanh đó. Nè, đóng viên kia đi. Mình nghĩ là cái này. I hope. Ngọt các bạn, ngọt. Sữa. Ủa vậy không, là hai viên sữa. Sao cái viên của mình nó hơi mặn mặn nhỉ? Không có mặn không?
không? Vì sữa ngọt rồi. Ừ. Ủa mình nó hơi ngọt. Giờ tới lượt em mình qua nha. Màu đỏ. Chocolate pudding. À. Thức ăn cho chó hoặc là sô cô la. Màu nâu á, đúng rồi, màu nâu các bạn. Ở đây có 4 viên màu nâu. Mình sẽ thử luôn nha, mọi người đưa 2 viên. Các bạn có thấy nó màu nâu. Mẹ. Má ơi. Đồ ăn cho chó các bạn. Má bị tổn quá. Nó là gì? Đồ ăn cho chó. Thẩm thẩm. Nó là mặt. Ủa sao mình thấy nó thẩm thẩm thế? Mình thấy cái vị nó giống như là cái két rang mà mình hay cho con gái mình ăn. Rồi một viên thức ăn cho chó, viên sô cô la. Thôi sao ăn viên thứ hai. Thức ăn cho chó gớm quá. Một thức ăn cho chó và một sô cô la. Vậy là những cái combo mà 4 viên á thì nó sẽ chia làm 2 vị thôi nha, chứ không phải là 4 vị. Sô cô la được các bạn. Màu vàng. Chúng ta có 4 viên màu vàng. 5. Sẽ có bắp rang bơ hoặc là trứng bị thúi. Các bạn bây giờ ăn trứng thúi chưa? Có một đợt tự nhiên nó rộ cái phong trào mà ăn trứng thúi để chữa đau đầu, chữa ung thư á. Mình nghĩ là hơi phản khoa học. Mình không thử. Mặc định trứng có đòi ăn kẹo của mình đi. Nó là cái gì? Nó là... nãy nó là gì cũng tiêu rồi. Trứng thúi hoặc là bắp rang bơ. Nó chua chua, nó giống như bị chanh á. Nó vừa bạc. Maybe trứng thúi. Không có vị chấm thúi đâu. Kỳ á. Nó là màu vàng gì có chấm. Nó giống mì chanh chua chua, ngọt ngọt. Đúng rồi, thơm á. Kỳ á. Nó giống như kiểu bộ phẩm đó. À, nguy cơ viên này là chấm thúi cao mà. Bình tĩnh, bình tĩnh. Không, vậy ăn chung với chấm thúi rồi. Mình xin phép không ăn cái này được không? Dễ mà. Mình thử. Nắng lại lên rồi các bạn. Thơm ghê quá. Trứng thúi à. Ngập được. Ở đây chúng ta có mặt điệp. Và chúng ta có một viên kẹo trứng thúi. Mình đi chơi trứng thúi các bạn. Đang liếm vậy. Đang liếm. Thúi á. Đúng, trứng thúi luôn, rất thúi. Không ăn, chê rồi. Xin phép các bạn dục. Nhớ em này. Uống nước đi, uống nước cho mẹ. Trời, con này, con này, con này. Bay viên rồi. Ở đây mình còn cái màu từ bạn ấy. Thì chúng ta còn 3 viên màu vàng đúng không? Với lại một viên màu vàng đậm, hồi nãy cái viên màu vàng đậm mà trứng thúi hay là bắp rang bơ. Ồ vậy là cái đầu tiên là bắp rang bơ. Không, mình ăn nó giống chanh mà. Thì có tới 5 viên nên là mình sẽ gom chung cái combo này luôn. Các bạn thấy không? Tớ được 2 viên. Mày đừng là trứng thúi nữa, quá mệt. Giống nhau. Nó giống nó bị sữa mà. Sữa bò nó tanh ó, khó chịu quá. Sữa thiêu á. Chơi nuốt ăn nhả hoàn đi. Trời nó ghê lắm, nó thúi lắm. Đó, sữa bò thiêu hả? Còn nguyên nữa nè. Trong cái hộp này thì nó là... Ủa hộp này cũng không có cái màu vàng đó luôn. Kỳ vậy? Nè ơi. Thiệt thánh nhỏ. Của mình là sữa. Thơm. Này giống như hành sữa trộn với hành đó. Vị hành không mà khó chịu. Ghê quá. Của mình là sữa các bạn, rất thơm. Cam này là cá chép hoặc là sinh tố dâu.
Cá chết. Vậy của mình là xin tố dâu và chuối rồi các bạn. Đúng không? Chuối cây ai? Chuối. Cái chuối gì mà? Cái chuối. Cá chết thì thôi đi. Cá chết mà nó hơi ngọt ngọt, nó còn nhẫn nhẫn. Cứ hai viên màu xanh này. Mày có sáng em sấy rồi. Sao xanh nào? Xanh này vậy? Mày sẽ bóc viên này vậy? Còn mình là kèo của bạn. Thơm. Vậy không biết là nó cho bạn được không nữa. Cái của mình nó giống như là mình đoán đó là kem đánh răng. Kem răng Cone hồi xưa. Hồi xưa mà còn nhỏ mình hay xuống miệng xong rồi mình trốn ba mẹ mình lấy mình quẹt thôi, tại vì nó ngọt ngọt và nó khe khe. Tưởng là gì? Không biết. Vậy nó sao? Nó là nguyên màu xanh này nè. Vậy hả nào? Đúng rồi. Đó là cái viên màu trắng mà nó có cái chấm màu xanh. Này ngon. Chiên cơm. Mày bị gì? Bê này luôn. Ồ, cũng là giống chiên cơm. Chiên cơm gì ăn quen quá. Nó còn nhỏ rồi nay ăn á. Biết cơ bôi gì vậy? Cái mà ăn cái là nó có hình xăm dán dán lên tay á. Đúng rồi, đúng rồi. Chính nó chính nó cái chiên cơm mà hình chữ nhật xong có hình xăm dán này nè. Chữ nhỏ lắm. 10 viên màu trắng khác nhau nên mình sẽ với em mình sẽ random nha, mỗi đứa 5 viên. Không bắt lắm. Được chưa? Chị cho mình lựa đúng không? Em giờ chơi em nha luôn một lần ấy. Thôi nha luôn một lần, nó không có lạ đâu. Nha từng viên á. Các bạn, cái này là cái gì đó gỡ hết. 5 viên này không được nhảy nha. Không được nhảy hả? Nó giống bùng bánh nôn á. Đúng rồi. Ê à, đo nhẹ đi. Đuốt đi mày. Đo nhẹ đi. Mày giống giống mày đu đủ á. Đu đủ. Nó còn ấm ấm thôi. Mày vừa mới đi xuống miệng các bạn. Gớm lắm. Gớm cực kỳ. Lại một bánh nôn nữa. Kìa vậy? Mình ăn, nó không có không nó nhạt nhạt đâu. Sao nó nôn không vậy? Các bạn nghe cái kẹo này nó ngửi thì không thấy mùi. Nhưng mà mình chỉ cần cắn thôi là các bạn nó sẽ sập thẳng lên mũi luôn á. Chứ một viên khác. Tấn thử đi rồi. Ủa sao kỳ vậy ta? Cái lô này nó làm gì á? Nôn không à? Túi. Túi. Còn đố miên cuốn. Người nói nó là cái gì chứ? Nhưng mà nó thúi lắm các bạn. Thúi thật sự nó. Nó kiểu ghê. Này không kẹo mà nó cũng thẩm thẩm mà nói chung cái này nuốt được. Miếng kia khó nuốt á. Viên này của mình ăn được. Đây là sữa. Một cái chết khá đẹp. Thẩm đó. Là sữa không? Được à? Thật ra cái này là thử thách nhỏ nhỏ mà mình muốn á, vừa muốn ăn kẹo chuối vừa muốn có một tí trải nghiệm thôi. Nhưng mà nếu như mà kêu mình ăn món này lại lần thứ hai á thì sẽ là never, không ăn nữa. Thật sự rất gớm quá. Như mấy cá rồ mà ghê là mình chưa về dám ăn là muốn cái này mình trải nghiệm được. Mà nó kinh dị lắm. Có nhiều cái nó đã thúi thì thôi nha. Nó còn lai lai một chút ngọt ngọt nhợn nhợn nữa. Tại nó là kẹo nó phải có chút chút mặn mặn của kẹo ấy. Mặn mặn có nào nãy giờ mình ăn chúng bị cứt mũi không? Có mà. Trời. Các bạn có thể mua những cái hộp như này nè. Có cái loại bự hơn thì nó sẽ có cái vòng xoay luôn. Nhưng mà mình thấy là cái vòng xoay đó không có cần thiết lắm. Với lại mình có thể tải được cái app ở trên CH Play xuống á. Nên là
đã luôn, mình mua hộp này á, hộp nhỏ. Nhưng mà may hộp nhỏ, hộp lớn nha, không nổi đâu. Nhiều quá. Nếu như các bạn thật sự muốn thử á, thì hãy mua trên Lazada, Shopee, thì nói chung là những cái trang thương mại điện tử rất là nhiều, hoặc là những cái cửa hàng chuyên bán bánh kẹo thì mình nghĩ là nó cũng sẽ bán. Nói gì đi? Ghê quá không nói gì. Ghê quá không nói gì. Cảm ơn các bạn đã xem video của mình. Nhớ like và đăng ký kênh để chúng ta sẽ gặp nhau nhiều hơn nữa. Và mình sẽ ép mình tham gia nhiều video hơn nữa nha. Mà đóng góp ý kiến của các bạn đều là những điều rất quý giá với mình để kênh của mình ngày càng phát triển tốt đẹp hơn. Bye bye các bạn. Hẹn gặp lại các bạn mấy video xong nha. Bye bye. Nếu như các bạn có trải nghiệm nào đó về kẹp thú thì hãy chia sẻ ở dưới đây. Chia sẻ cùng mình để mình biết là mình không cô đơn, không phải là một mình ăn trúng những cái. Oh, sao? Bye bye.